với chúng ta hiện một nốt mụn đã gây khó chịu và hơi đau rồi. Nhưng với con ếch này, nó vẫn còn sống mà bị một cái nấm ngang nhiên mọc ra từ da thịt, thì nó đau cỡ nào? Oh my god! Các nhà khoa học đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Họ cho rằng con ếch lưng vàng quả thực rất đau khi bị cây nấm màu xám trắng xuyên qua da, hút dưỡng chất của ếch để phát triển. Theo họ, nấm là một thế giới riêng và chúng ẩn chứa quá nhiều bí ẩn cần khoa học lý giải. Đây là trường hợp đầu tiên họ ghi nhận và họ muốn biết nguyên nhân của sự việc tồi tệ này. Các nhà nghiên cứu nấm cho rằng cây nấm màu xám này là một loài thuộc chi nấm Mycina, thường được coi là sinh vật hoại sinh. Tức loài nấm này chỉ xuất hiện khi sinh vật đã chết, nó sẽ ăn xác động thực vật đang phân hủy. Hả? Do đó, họ chưa rõ chính xác làm cách nào loài nấm này lại chui vào được bên trong ếch sống. Trong khi đó, da ếch thường thực hiện tốt việc ngăn chặn những kẻ xâm nhập, nhất là nấm. Họ quan sát nhận thấy con ếch vẫn còn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì bệnh tật, da nó lành lặn. Ngay chỗ cây nấm mọc ra, cũng không thấy da ếch bị tổn thương. Cuối cùng, họ đã dồn mọi hướng về một phỏng đoán là vùng da lưng con ếch, nơi có cây nấm mọc ra thì trước đó đã bị thương. Chính vết thương hở nhỏ xíu trên da ếch đã bị nhiễm trùng, một ít phần da thịt bị phân hủy nhẹ. Từ đó, cây nấm mới tấn công vào điểm đó và phát triển lên thế này. Nhìn con ếch bình thường, nhưng thực ra nó không bình thường. Nó đang cố gắng chống lại cây nấm. Theo cách, vùng da ếch bên ngoài lành lại, nhưng phía trong lớp da thì vẫn đang bị tổn thương. Tổn thương này không giết chết con ếch và vẫn giữ cho cây nấm còn sống. Oh my god!